cái lồng bèn ỉ anh em ạ, đây này CRV 2024 nha anh em nhá. Thôi em thật với các bác, cái lồng vè thì cũng khá là dày dặn đấy, nhưng mà cái lồng bèn ỉ nếu ép nhiệt thì không, các bác không làm sớm thì nó rồi nó cũng lại xệ chúng tôi, nó nát hết. Đây khi mà lồng vè mới, em nói các bác, khi mà các bác mua xe cái lồng vè mới nó đang nguyên form, nó có nguyên dáng như thế này thì các bác làm ngay nó cực kỳ đẹp, chứ còn đợi đến lúc nó nát rồi thì các bác làm thì nó cũng không ấy, không được đẹp nữa. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây là chiếc, bên này là chiếc Hyundai Santa Fe mà bên em đã vừa làm xong. Con này thì hôm qua cái mặt mũi của nó còn không, thật sự là không còn nhìn thấy. Đây sau khi làm xong thì các bác có thể thấy là cái lồng vè nó đã trở về form nguyên dáng ban đầu này. Đấy cái này là về form rồi nhá, về form, về phá dáng rồi nhá các bác nhá. Đấy khô cứng lại rồi, và các bác một điều tuyệt vời hơn là khi mà hóa nhựa, hóa nỉ lồng vè bên em này, các bác thấy không ạ, khi mà các bác bẻ xuống này nó sẽ không còn bị gãy nữa. Đấy, rất là bền nhá, nó sẽ trả lại cái dáng form dáng như nguyên bản như ban đầu. Với cái vật liệu mà bên em đang thi công như này thì các bác em bảo hành cho các bác tận 5 năm. Đấy, với cái gói cao cấp như này và cái chi phí bỏ ra rất là hợp lý. Nếu như các bác, em nói thật các bác, mua một cái đôi mới này ở hãng thì nó cũng rất là cao, với cái số tiền nó rơi với khoảng độ hơn 1 triệu một đôi này và một chiếc này. Đấy thì các bác thử, nếu mà các bác đi một đời xe khoảng độ 5 năm mà các bác thay đến 3 lần vè này thì các bác cũng thấy tốn đấy, bằng cái chi phí có thể còn đắt hơn cái chi phí mà bọn em đang làm cho các bác. Đấy, còn các bác nào mà đi xe lồng vè nỉ nhá mà chưa biết cái địa chỉ để mà làm cái lồng vè này thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bọn em xử lý cho các bác cái lồng vè nó trở lại nguyên trạng như ban đầu nha các bác nhá.